lỗ và lỗ doanh thu một năm không đủ trả lương không đủ bù chi phí vận hành đó là những vấn đề mà báo chí cũng như mạng xã hội thường nhấn mạnh mỗi khi nhắc đến hệ thống đường sắt đô thị ở việt nam đầu đâu cũng chỉ thấy lỗ như vậy nhưng tại sao hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được triển khai thậm chí tại Hà Nội còn có gần 400 km đường sắt đô thị cần hoàn thành đến năm 2035 và liệu rằng hệ thống này có thực sự chỉ là gánh nặng của nền kinh tế tất cả những câu hỏi trên sẽ được tôi giải đáp ngay sau đây. Đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam lỗ lũy kế lên đến 160 tỷ đồng ngay năm đầu tiên vận hành. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm gặp bởi hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị lớn của các nước trên thế giới như New York, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Barcelona, Singapore đều chỉ lãi rất ít hoặc hòa vốn, thậm chí lỗ nặng nề. Pháp, đất nước có hơn 200 năm phát triển đường sắt, đã tiêu tốn 6,9 tỷ đô la Mỹ mà chỉ thu về xấp xỉ 8,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Năm 2019-2020, chi phí cho hệ thống giao thông công cộng tại London lên đến 10 tỷ bảng Anh, trong khi doanh thu chỉ đạt vỏn vẹn 5,8 tỷ. Có nghĩa là chi phí bỏ ra đã gần gấp đôi lợi nhuận thu về khi vận hành hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô nước Anh một số tài liệu cho rằng Hồng Kông là đô thị duy nhất có lãi từ hệ thống giao thông công cộng. Theo báo cáo tài chính thì năm 2018, số lãi này lên đến 1,6 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, đó lại là lãi của công ty vận hành hệ thống giao thông công cộng tại Hồng Kông và đến từ lĩnh vực kinh doanh với tài sản bao gồm một tòa nhà chọc trời cao 118 tầng, 6.300 căn hộ cho thuê, hai khách sạn 5 sao nằm phía trên nhà ga và quảng trường ngoài trời phía trên nhà ga Kowloon. Còn nếu như chỉ tính riêng doanh thu từ vận hành giao thông công cộng thì kết quả vẫn là lỗ. Nếu chỉ toàn lỗ như vậy thì các nước xây dựng hệ thống đường sắt đô thị làm gì? Liệu rằng hệ thống này có lãi hay không? Với khả năng vận chuyển khối lượng lớn, cách vận hành thuận tiện và văn minh, cùng mạng lưới xe buýt được bố trí dọc theo các nhà ga, đường sắt đô thị luôn được coi là xương sống cho hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị lớn trên thế giới. Theo đó, hệ thống đường sắt đô thị trên thế giới được sử dụng với các mục tiêu sau đây. Giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch. Giảm un tắc và tai nạn giao thông trong đô thị vì đường sắt đô thị an toàn và ít tai nạn hơn đi ô tô hoặc xe máy. Giảm ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính. Giảm tiêu thụ nhiên liệu vì nhiên liệu cho ô tô, xe máy cá nhân. Theo tính toán thì nhiều gấp 2 lần nhiên liệu cho phương tiện giao thông công cộng giảm chi phí đi lại cho người sử dụng đặc biệt là học sinh sinh viên người già và khách du lịch giúp cho người lao động có năng suất làm việc cao hơn vì thời gian đi lại ít hơn trong lúc ngồi tàu điện có thể nghỉ ngơi thư giãn chợp mắt đọc sách thậm chí làm việc còn trong khi lái xe ô tô xe máy thì không thể nhờ những tác động tích cực trên của hệ thống đường sắt đô thị mà năng suất lao động và lợi ích kinh tế của cả xã hội tăng lên trật tự an toàn xã hội cũng được cải thiện, giúp giải quyết được một phần công bằng xã hội. Chính vì vậy, hệ thống giao thông công cộng ở các thành phố trên thế giới cơ bản đều được đầu tư và vận hành theo cơ cấu tài chính như sau. Chính phủ tài trợ tiền làm hệ thống đường sắt, nhà ga và các đoàn tàu. Công ty giao thông công cộng, đường sắt đô thị, metro lo chi phí vận hành theo các nguồn tài chính sau. Tiền bán vé chỉ chiếm một phần của chi phí vận hành. Hãng giao thông công cộng, đường sắt đô thị kinh doanh thêm bao gồm cho thuê mặt bằng nhà ga, kinh doanh bất động sản, phí quảng cáo trên tàu ở nhà ga. Nguồn tài chính khác do chính phủ chuyển từ khoản thu phí trong đô thị, ví dụ như London có chi phí tắc nghẽn ở nội đô thu của những người sử dụng phương tiện cá nhân và nguồn tài trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách bang và ngân sách thành phố xin đơn cử số liệu vận hành hệ thống giao thông công cộng của Paris năm 2018, tiền bán vé 27%, thu từ các loại thuế địa phương 52%, trợ cấp của chính phủ Pháp 18% và các nguồn khác 3%. Ở Pháp, các tỉnh, thành phố tạo ra khoản thuế địa phương, thu mỗi người lao động từ 1,6% đến 2,6% trên tổng lượng, phần trăm tùy thành phố, Người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ dưới 11 lao động thì được miễn khoản thuế này. Quản thuế địa phương này tài trợ cho giao thông công cộng và chiếm 52% tổng chi phí vận hành. Ở Singapore, chính phủ tài trợ không thu hồi toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống đường dây, hệ thống tín hiệu, tàu và xe buýt, cộng thêm chi phí khởi động của mạng lưới đường sắt và xe buýt. Ngoài ra, chính phủ trợ giá vé trực tiếp cho người lao động có mức lương thấp và người khuyết tật. Tổng tiền tài trợ của chính phủ Singapore trong 5 năm từ 2017 đến 2021 là 14 tỷ đô la Mỹ và sẽ tài trợ tiếp 26 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tiếp theo từ 2022 đến 2026. Còn tại Việt Nam, năm 2023, công ty Hà Nội Metro, đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, công bố lãi sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu doanh thu thì có thể thấy Doanh thu từ trợ giá của thành phố Hà Nội vẫn chiếm đa số với tỷ lệ 85,6% tương đương 414 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu bán vé chỉ đạt 74 tỷ đồng chiếm 14,4%. Có thể nói, việc đường sắt đô thị Việt Nam vẫn phải vận hành chủ yếu dựa trên nguồn trợ giá từ ngân sách nhà nước không phải điều bất thường bởi như đã phân tích các quốc gia đã phát triển đường sắt đô thị trước chúng ta cả chục năm thậm chí hàng trăm năm cũng không thể vận hành đường sắt đô thị nếu chỉ dựa vào doanh thu bán vé thay vì chỉ nhìn vào yếu tố lợi nhuận chúng ta nên đánh giá đường sắt đô thị dựa trên lợi ích kinh tế xã hội tổng thể giống như cách mà các quốc gia khác đã làm bởi lẽ những gì đường sắt đô thị mang lại không chỉ nằm ở từng dự án riêng lẻ theo tôi, tác động tích cực trước hết của đường sắt đô thị tại Việt Nam đó là đã góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của người dân, mở ra kết nối với các loại hình giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Theo khảo sát của Hà Nội Metro, gần 60% hành khách bỏ xe máy để đi tàu điện Cát Linh Hà Đông. Con số này đã phần nào nói lên sự thay đổi trong thói quen tham gia giao thông của người dân thủ đô khi ngày càng tham gia nhiều hơn vào các loại hình giao thông công cộng mà cụ thể ở đây là đường sắt đô thị. Những con số thống kê sau gần 3 năm hoạt động của đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông càng củng cố thêm cho nhận định này. Hiện tại, mỗi ngày tuyến đường sắt đô thị này phục vụ trung bình khoảng 35.000 hành khách, trong đó tỷ lệ người đi làm và đi học lên đến 92%, 47% đi làm và 45% đi học. Nếu như thời gian đầu, hành khách chủ yếu muốn trải nghiệm phương tiện đi lại mới, người đi làm vắng vẻ thì nay người đi thường xuyên bằng vé tháng chiếm 70%, thậm chí lên đến 85% vào các khung giờ cao điểm. Giai đoạn đầu, người dân chủ yếu sử dụng xe cá nhân để tiếp cận nhà ga, còn hiện nay đã chấp nhận đi bộ sử dụng xe buýt. Như vậy, không chỉ thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông, đường sắt đô thị đã bước đầu hình thành nên văn hóa tham gia giao thông công cộng cho người dân Hà Nội. Tính đến tháng 6 năm 2024, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được trên 25 triệu lượt khách. Trong khi đó, theo các nghiên cứu quốc tế, cứ 1 triệu chuyến di chuyển bằng xe cá nhân khi chuyển sang đường sắt đô thị sẽ giúp giảm được 487.000 giờ tham gia giao thông trên đường và giảm khoảng 100 tấn phát thải các khí CO, HC và NOx. Như vậy, sau 3 năm đi vào hoạt động thì đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã giúp tiết kiệm được 12,175 triệu giờ tham gia giao thông và giảm thiểu 2.500 tấn khí phát thải. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí mà còn giúp hạn chế những tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Bởi theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm không khí gây thiệt hại về kinh tế hàng năm chiếm từ 5-7% GDP của Việt Nam. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị số 3 nhổn ga Hà Nội cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Sau 15 ngày miễn phí giá vé, tuyến đường sắt đô thị này đã đón hơn 743.000 lượt khách đi trải nghiệm. Ngày cao điểm nhất có tới hơn 100.000 lượt khách. Đây là những con số vô cùng ấn tượng, sô đổ mọi kỷ lục trước đây của tuyến Cát Linh Hà Đông và hứa hẹn đem đến những tác động tích cực cho kinh tế xã hội của thủ đô trong thời gian tới. Mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế như vốn đầu tư lớn và thời gian thi công kéo dài, sự kết nối với các hệ thống giao thông khác còn thiếu đồng bộ, tuy nhiên, không thể phủ nhận những tuyến đường sắt đô thị đang hoạt động đã có những đóng góp tích cực đối với kinh tế xã hội của Hà Nội và sắp tới đây sẽ là thành phố Hồ Chí Minh với tuyến metro Bến Thành Suối Tiên dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2024 đến đây thì chắc hẳn quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi rằng đường sắt đô thị của chúng ta không chỉ có lỗ đúng không ạ à? quan điểm của quý vị về vấn đề này như thế nào hãy để lại comment và thảo luận cùng chúng tôi nhé Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán file chi để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé